Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vẫn chưa quyết định được tứ trụ, đó là một thành công của Thái Thượng Hoàng Trương Tấn Sang. Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 14 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam có một quan trọng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12 tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Nhưng đến ngày hôm qua bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 sáng 18 tháng 12 năm 2020. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh số ý kiến có tính chất khái quát những kết quả chủ yếu đạt được của hội nghị và làm rõ thêm một số vấn đề. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét bổ sung hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự. Ban chấp hành Trung ương khóa 13 và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Đã bỏ phiếu biểu quyết phương án giới thiệu rồi nhưng vẫn phải xem xét bổ sung, đợi Hội nghị 15 sẽ xem xét tiếp. Mặc dù ông Trọng nói hội nghị của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Hầu hết thì các nội dung công việc quan trọng chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng đã cơ bản được hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng mặc dù phần lớn cơ bản đã được thống nhất nhưng một số cái quan trọng nhất lại không được thống nhất. Đó là cơ cấu trong Bộ Chính trị. Chính vì vậy phải để lại đến hội nghị sau. Dự kiến Đại hội Đảng tiến hành vào tháng 10 năm 2021, như vậy thì thời gian chỉ còn có 30 ngày nữa là Đại hội Đảng khai mạc. Đến giờ thì vẫn chưa chốt xong nhân sự và phải đẻ ra thêm một trung ương nữa để bàn. Là Tổng Bí thư kiêm trưởng Tiểu ban Nhân sự, rõ ràng ông Nguyễn Phú Trọng đã không có uy tín, không làm tròn trách nhiệm sắp xếp nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ sau, cho nên phải kéo dài thêm một kỳ họp trung ương nữa. Hãy thử nhìn vào hai phương án được đặt ra. Phương án thứ nhất là Tổng Bí thư Ngô Xuân Lịch, Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trương Thị Mai. Còn phương án thứ hai, ông Trần Quốc Vượng sẽ là Tổng Bí thư, Trương Hòa Bình là Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội là Trương Thị Mai. Ở vị trí Tổng Bí thư thì ông Lịch hay ông Vượng đều như nhau cả. Cả hai đều có những đức tính tương đồng về chuyên môn Đảng. Ông Lịch là chủ nhiệm chính trị, ông Vượng là thường trực Ban Bí thư. Cả hai ông đều không dính dáng đến tai tiếng và tham nhũng. Ở vị trí Chủ tịch Quốc hội theo cơ cấu có nữ trong tứ trụ người miền Nam, bà Trương Thị Mai chiếm vị trí số 1 và bà Mai cũng không tai tiếng gì, để dễ nghe, dễ bảo và thích hợp với việc ngồi đó làm. Như vậy thì việc gay gắt nhất ở vị trí Chủ tịch nước giữa ông Phúc và ông Tô Lâm. Nhưng ông Phúc thì đã quá tuổi. Ông Tô Lâm thì có tiền lệ khóa trước Bộ trưởng Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, cho nên cơ của ông Tô Lâm sẽ lớn hơn. Ở vị trí Thủ tướng hiện giờ thì theo tiền lệ đúng là ông Trương Hòa Bình đương là Phó Thủ tướng Thường trực. Các Phó Thủ tướng khác am hiểu về kinh tế, có chân trong Ủy viên Bộ Chính trị như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình thì đã bị loại bỏ vì kỷ luật. Đến đây thì mới thấy là tài năng sắp đặt người của Trương Tấn Sang thực sự là ở đẳng cấp. Ở khóa 12, Trương Tấn Sang đã lùi một bước, chủ động xin về không tranh ở lại với ông Trọng để các đối thủ khác. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng cũng buộc phải làm đơn rút theo, tạo cho ông Trọng dùng quy chế 244 thành công. Đổi lại, Tư Sang chỉ cần để mỗi Trương Hòa Bình làm Phó Thủ tướng được vào Bộ Chính trị, đồng thời cài cấy rất nhiều đồng hương Hà Tĩnh vào Trung ương. Phía của bà Nguyễn Tấn Dũng cũng bằng lòng khi thấy những cấp dưới trực tiếp của mình như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thị Nhân được vào Bộ Chính trị, chưa kể Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh là chỗ cũng nể nang nhau. Ông Nguyễn Xuân Phúc là cấp dưới trực tiếp của bà Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phúc phản ông Dũng để giành cái ghế Thủ tướng khóa 12, nhưng ông Phúc chỉ phản lúc đầu, đến khi chắc ghế Thủ tướng ông cũng ít nhiều cũng nghĩ tình xưa, không làm gì hại đến sếp cũ của mình. Tuy nhiên thì bà Nguyễn Tấn Dũng không ngờ được những diệu kế mà Trương Tấn Sang đã bày ra. Sang kích động cho Trọng mở cuộc đốt lò và đánh vào lòng tham danh vọng là người đốt lò vĩ đại của Nguyễn Phú Trọng. Khoét sâu đố kỵ của Trọng bằng thực lực của Dũng quá lớn, quá mạnh trong Bộ Chính trị, bày cho Trọng lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tuyển những kẻ có tham vọng đi lên cao như Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Trương Hòa Bình vào trong ban này. Sau đó tiến hành cuộc thanh trừng những đàn em Nguyễn Tấn Dũng trong Bộ Chính trị. Một đằng thì Tư Sang đích thân cầm đơn đi khiếu nại, một đằng thì cho tay chân báo chí cổ động, truyền thông, mặt khác thì tầng bốc Trọng, mặt còn lại thì để Trương Hòa Bình xuống tay giải quyết. Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng thì kết quả là đã thấy rõ các đàn em của 3X Nguyễn Tấn Dũng trong Bộ Chính trị đã bị loại hết. Và thật kỳ diệu, chức vụ Thủ tướng lại còn mỗi Trương Hòa Bình là có cơ hội. Về độ tuổi quy định là 65 sẽ được giới thiệu tái cử. Trương Hòa Bình sinh tháng 4 năm 1955 và nếu đến tháng 1 năm 2016 thì vẫn chưa sang tuổi 66, tức là 56 tuổi 9 tháng vẫn được gọi là 65 tuổi, lại đương chức Phó Thủ tướng Thường trực. Các phó khác đã bị loại rồi, chả lẽ đẩy Huệ đi rồi lại kéo Huệ về. Trong khi đó thì dưới Trung ương, Ủy viên Hà Tĩnh chiếm rất đông, họ là lực lượng hậu thuẫn ủng hộ Trương Hòa Bình trong Hội nghị Trung ương. Vì vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội là những người khá hiền lành như bà Mai, ông Lịch, ông Vượng, vị trí Chủ tịch nước không nhiều thực lực và có rơi vào tay Tô Lâm hay Xuân Phúc chăng nữa thì chỉ cần nắm vị trí Thủ tướng đầy quyền lực và màu mỡ thôi. Trương Tấn Sang thực sự là Thái Thượng Hoàng mà Trương Hòa Bình là con rối để Sang điều khiển, bởi lực lượng Hà Tĩnh quê gốc của Sang chịu ân huệ và ảnh hưởng của Tư Sang rất nhiều. Người ta có thể thấy được ngay nét hân hoan của những đại gia nhóm lợi ích sân sau của Trương Tấn Sang khi mà đại hội 13 chưa diễn ra. Thời đại của Nguyễn Phú Trọng sẽ đi vào dĩ vãng, và nói thực thì những gì ông Trọng có được ngày hôm nay là từ cái ghế ông ngồi đến uy tín đốt lò đều từ Trương Tấn Sang làm nên cả. Ông Trọng được hưởng những thứ đấy đến giờ cũng đã đủ. Cái gì mà Trương Tấn Sang đã dày công sắp đặt hãy trả lại thành quả cho ông ta. Trương Hòa Bình làm Thủ tướng, ông ta chẳng có tình cảm hay liên hệ gì với Nguyễn Tấn Dũng. Ở người khác họ chỉ mưu mô tranh đoạt quyền, khi đoạt được rồi thì có khi chẳng màng tới việc xử những đối thủ trước kia. Nhưng với Tư Sang và Trương Hòa Bình có lẽ sẽ không chỉ tranh quyền lực thôi là đủ, bởi mối thù của Tư Sang đối với 3X Nguyễn Tấn Dũng mới chính là động cơ để cho Tư Sang nỗ lực đưa đệ tử Trương Hòa Bình lên nắm quyền sinh quyền sát ở nhiệm kỳ 13. Thời đại của Nguyễn Phú Trọng đã sắp chấm dứt, và người ta có thể thấy ngay trước mắt một thời đại mang dấu ấn của Thái Thượng Hoàng Trương Tấn Sang. Các nhà đầu tư chờ gì nữa, hãy đến gặp Nguyễn Công Khế, Nguyễn Cao Trí, Đặng Thành Tâm ngay từ bây giờ để thiết lập mối quan hệ làm ăn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Nguyễn Phú Trọng đang nằm mơ giữa ban ngày. Những tháng cuối nhiệm kỳ 12 dù trong tình trạng được Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương kèm từng bước, nhưng Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. Ngày 30 tháng 1, ông Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương tại Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 12, tham dự và chỉ đạo Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Một tuần sau, ngày 7 tháng 12, ông Trọng tham dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020 của Bộ Quốc phòng. Mới đây nhất, trên cương vị Tổng Bí thư, ông Trọng đã chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa 12. Và trong hội nghị này, Trung ương sẽ có hai biểu quyết rất quan trọng, đó là danh sách tân Bộ Chính trị. Vì ở trong biểu quyết này, Trung ương lần này sẽ đưa ra quyết định chính thức ngày giờ tổ chức Đại hội 13, sẽ bàn thảo và bỏ phiếu giới thiệu những nhân vật tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho khóa 13. Với sự xuất hiện liên tục như thế, rõ ràng ông Trọng muốn nhắn gửi với toàn đảng trước thềm Đại hội 13, ông vẫn còn có vai trò quyết định trong vấn đề bố trí nhân sự cấp cao. Đặc biệt, trước đó hôm 12 tháng 12, ông Trọng đã đến chủ tọa cái gọi là Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020. Trên thực tế, phải nói đây là hội nghị ăn mừng 7 năm ông Trọng cầm quyền với vai trò Tổng Bí thư đúng nghĩa. Năm 2013 chính là năm mà ông Trọng giành được chức trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay của Nguyễn Tấn Dũng sau những thất bại nặng nề về kinh tế mà ông này trong tình trạng tham nhũng lan tràn. Nguyên do từ năm 2006, bà Ích Nguyễn Tấn Dũng thay thế Phan Văn Khải làm Thủ tướng. Đó là lúc tư thế chính trị của Dũng lên cao nhất trong thành phần lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Ngoài chức Thủ tướng, ông Dũng còn được giao thêm 4 lĩnh vực trách nhiệm quan trọng trong tứ trụ: ngoại giao, công an, kinh tế, chống tham nhũng. Với quyền lực rộng rãi như một thủ tướng toàn quyền, Dũng có rất nhiều đàn em thân tín được bổ nhiệm thành lập những tập đoàn kinh tế, tổng công ty kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Nhưng do trình độ quản lý kém cỏi dẫn đến tình trạng kinh doanh lời giả lỗ thật, mất vốn, nợ vay hết khả năng thanh toán. Kinh tế thị trường đã đẩy lùi tư duy kinh tế chỉ huy, quốc doanh là chủ đạo xuống hố. Hàng loạt tổng công ty của Thủ tướng bà Ích Nguyễn Tấn Dũng lần lượt sập tiệm hay sống lây lất nhờ được ngân sách nhà nước cung cấp dồi dào. Thời kỳ này chính là thời kỳ mà tham nhũng sinh sôi như những bầy sâu ở khắp các cơ quan, trở thành một hệ thống song hành với hệ thống Đảng. Năm 2011, Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư Đảng nhưng hoàn toàn lép vế trước phe của bà Ích Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng xoay ra liên kết với Trương Tấn Sang, tính nhờ Trung ương khóa 11 kỷ luật bà Ích Nguyễn Tấn Dũng nhưng bị thất bại. Tuy không kỷ luật được bà Ích Nguyễn Tấn Dũng năm 2012, nhưng đến năm 2013 cũng nhờ sự hợp tác của Trương Tấn Sang, Trọng lấy lại chức Chủ tịch Ủy ban Phòng chống tham nhũng Trung ương. Kể từ đó, ông Trọng cùng với một số đàn em dùng chiến dịch đốt lò để triệt hạ phe bà Ích Nguyễn Tấn Dũng và củng cố quyền lực trong 7 năm qua. Như thế, hội nghị lần này được cho là tổng kết chống tham nhũng, nhưng cho nó chỉ là một bản báo cáo khoe thành tích của Tổng Bí thư, vì sang năm ông Trọng phải về hưu. Nếu nhìn vào con số chống tham nhũng mà ông Trọng khoe khoang 7 năm vừa qua thì người ta thấy gì? Đã kỷ luật hơn 131.000 đảng viên các cấp. Riêng trong 4 năm từ năm 2016, khi mà chiến dịch đốt lò thực sự tiến hành, đã kỷ luật 87.000 đảng viên tham nhũng các loại, thi hành kỷ luật 110 cán bộ Trung ương quản lý, trong số đó bao gồm 27 ủy viên Trung ương và 4 ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng, trong số 4 ủy viên Bộ Chính trị được nói là bị kỷ luật có Hoàng Trung Hải nhận kỷ luật cảnh cáo, Nguyễn Văn Bình cảnh cáo, Lê Thanh Hải cách chức Bí thư Thành ủy, chỉ có Đinh La Thăng đang ngồi tù, và mới đây nhất là Tất Thành Cang, một cựu ủy viên Trung ương được góp mặt làm củi đốt lò. Bản báo cáo cho rằng đây là những con số ấn tượng, nhưng người ta thấy nó rất nghèo nàn nếu đem so sánh với hơn 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó thì những con số này không phản ánh được quyết tâm mà ông Trọng rêu rao rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Hay như từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 5.000 ủy viên, cựu ủy viên Trung ương Đảng, thì những con số 31 người mà ông Trọng đưa ra làm thành tích tự hào trong thực tế là quá ít, không ăn thua gì đến bầy sâu chúa nằm ngay tại Trung ương. Đó là chưa kể cựu Bí thư Thành Hồ Lê Thanh Hải với những tội lỗi tày trời trong vụ án Thủ Thiêm vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thách thức Ban Kiểm tra Trung ương lẫn Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Nói cách khác, những vụ án tham nhũng mà ông Trọng đòi phải điều tra hay mang ra xét xử chỉ là những vụ án không thể nào che giấu hoặc dùng như biện pháp răn đe. Trong thực tế, tham nhũng lan tràn khắp cơ quan và trở thành một dịch vụ ở trong Đảng. Vì thế mà ông Trọng với tham vọng ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng chỉ là nằm mơ, một giấc mơ giữa ban ngày. Chính guồng máy độc tài toàn trị của Đảng chứ không ai khác là nguyên nhân tạo ra tham ô nhũng lạm. Còn Đảng, còn tham nhũng và Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương trong thực tế chỉ là phương tiện cho những phe nhóm cầm quyền dùng để triệt hạ những phe nhóm khác mà thôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, các tập đoàn công nghệ Mỹ thỏa hiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 10 năm vào Việt Nam, Facebook đã giúp khai dân trí, người dân Việt đã trở thành diễn đàn lớn nhất cho các tiếng nói phản biện ở quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền, có truyền thống một chiều do nhà nước quản lý. Cùng với YouTube, các nền tảng mạng xã hội này ngày càng được phổ biến như ngày càng tăng cao lợi nhuận tại Việt Nam, nơi có 96 triệu người dân. Nhưng để giữ được thị trường béo bở này, họ đang làm nhiều người dùng ở Việt Nam thất vọng khi bị cáo buộc đặt lợi nhuận lên hàng đầu và thỏa hiệp với chính quyền trong việc kiểm duyệt thông tin. Sáng sớm hôm diễn ra cuộc bố giáp Công an Hà Nội, tại làng Đồng Tâm 9 tháng 1, blogger Bùi Thị Minh Hằng thực hiện một livestream cuộc điện thoại với một người cháu của cụ Kình đang có đứa con 3 tháng tuổi bị ngạt hơi cay khi lực lượng an ninh tấn công vào đây. Các đăng tải trực tiếp của chị trên Facebook và YouTube bị xóa ngay sau đó. Vài tiếng sau khi thực hiện livestream, chị bị công an tới tận nhà bắt giữ và bị câu lưu trong 8 tiếng đồng hồ. Tại đồn công an, chị Hằng, người từng thụ án 3 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng và một trong 20 nữ tù nhân được Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc vinh danh, bị tra hỏi về những đăng tải của chị trên mạng xã hội. Trong năm 2019, một năm có 12 tháng thì tôi bị khóa tài khoản trên Facebook tổng cộng trong 9 tháng và bất cứ một tài khoản phụ nào của tôi lập ra đều bị đánh sập. Chị Hằng nói với phóng viên và cho biết những đăng tải của chị bị xóa có nội dung liên quan đến nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những thông báo của Facebook gửi cho chị Hằng được chị cung cấp cho phóng viên thấy các bài viết của chị bao gồm việc công an đến nhà bắt chị hay thông tin về việc chính quyền khám xét nhà khi bắt giữ nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy đều được cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, và chị Hằng khiếu nại nhưng không nhận được phản hồi. Chị Hằng là một trong số những người dùng mạng xã hội ở Việt Nam mà chúng tôi phỏng vấn cho bài viết, và trong đó thì các nhà báo, Facebooker, nhà hoạt động xã hội, blogger chuyên viết bài phản biện, và họ đều cho biết từng bị gỡ bài, xóa đăng tải hoặc khóa tài khoản, cũng như chứng kiến hiện tượng này diễn ra phổ biến đối với nhiều người dùng mạng xã hội Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tôi thường xuyên bị Facebook gỡ các bài viết mà không thông báo lý do. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người thường có các đăng tải phản biện xã hội Facebook tập trung nhiều vào sai phạm của các quan chức địa phương, cho biết họ chỉ nói là do luật địa phương. Nhà báo có gần 168.000 người theo dõi trên Facebook nói rằng các bài viết của anh bị gỡ nhiều liên tục trong 2 năm qua, và kể từ khi câu chuyện đấu tranh chống BOT, trạm thu phí giao thông bẩn ở Việt Nam. Các bài viết của nhà báo này về vụ tham nhũng ở Bình Dương với lượng theo dõi và tương tác lên đến hàng nghìn lần cũng bị xóa vì bị giới hạn do luật của địa phương. Tôi khiếu nại họ không trả lời hoặc họ im luôn, anh Danh cho biết. Facebooker này bị Công an Việt Nam bắt giữ hôm 17 tháng 12 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, một ngày sau khi anh trả lời phỏng vấn của VOA. Hiện tượng này phổ biến tại Việt Nam. Đoàn Bảo Châu, một blogger chuyên viết bài phản biện xã hội từng bị gỡ bài một vài lần, sau đó được khôi phục, cho biết bạn bè tôi nhiều người nói bị gỡ trên Facebook, thậm chí bị khóa tài khoản do viết về những vấn đề nhạy cảm, có sự chỉ trích đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Anh Châu cho biết với lượng người theo dõi lớn hơn 120.000 người, anh được các tổ chức nhân quyền quốc tế đưa vào danh sách các tài khoản được bảo vệ ở Việt Nam nên không bị xóa bài nữa. Giống như anh Châu, một blogger thường xuyên viết bài phản biện xã hội, Nguyễn Lân Thắng cũng được đưa vào danh sách kể trên, nhưng trước đó vài năm anh thường xuyên bị gỡ bài, khóa tài khoản mà không được thông báo. Vào năm ngoái, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người cũng thường xuyên có các đăng tải phản biện xã hội, lên tiếng phản ứng chuyện Facebook chèn ép người dùng và thỏa hiệp với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và một số nước có nền cai trị độc tài để giữ được thị phần. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, một người cũng từng có các bài đăng trên mạng xã hội bị xóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đó là lỗ hở kỹ thuật của Facebook để cho công an và mạng lưới dư luận viên do quân đội quản lý lợi dụng bằng cách lập báo cáo để gỡ bỏ nội dung mà họ không muốn lan truyền trên mạng. Quyền tự do biểu đạt đã nở rộ ở trên Facebook và YouTube ở Việt Nam, nơi nhà cầm quyền nắm quyền kiểm soát truyền thông chính thống và dùng nó làm công cụ tuyên truyền cho Đảng Cộng sản trong một thập kỷ qua. Nhưng theo tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International, gần đây thì nhà chức trách đã bắt đầu tập trung vào việc coi sự biểu đạt ôn hòa trên mạng là một mối hiểm họa hiện hữu đối với chế độ Cộng sản. Theo một báo cáo mới nhất do ân xá quốc tế công bố trong tháng này, Facebook và YouTube đã trở thành những nơi săn lùng của các nhà kiểm duyệt, quân đội trên không gian mạng và những dư luận viên do nhà nước bảo trợ. Các nền tảng này không những để điều đó xảy ra mà còn đồng lõa với chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt và trấn áp trên quy mô công nghiệp đối với sự biểu đạt ôn hòa trên mạng ở Việt Nam, vẫn theo tổ chức nhân quyền có trụ sở ở London. Tuy nhiên thì Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã phản bác cáo buộc này của ân xá quốc tế và cho biết các doanh nghiệp nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động các kinh doanh ở đây trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Việt Nam hồi năm ngoái chính thức áp dụng luật an ninh mạng, trong đó yêu cầu Facebook và Google phải tuân thủ các quy định pháp luật sở tại, bao gồm cả việc mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Các nguồn tin của Reuters trong năm nay tiết lộ rằng Facebook bị buộc phải tuân thủ các yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc siết chặt kiểm duyệt để hạn chế các bài đăng tải có tính phê bình, sau khi mạng xã hội của Mỹ bị làm chậm lượng truy cập và thậm chí thì bị đe dọa đóng cửa ở Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong những năm gần đây thường xuyên công bố việc các mạng xã hội Facebook và YouTube gỡ bỏ bài viết, đăng tải bằng ảnh cũng như video clip mà chính quyền cho là nội dung xấu độc theo yêu cầu của Hà Nội. Mới đây nhất, Bộ này hôm 13 tháng 12 cho biết từ đầu năm đến nay Facebook và YouTube đã gỡ bỏ hàng ngàn bài viết bị cho là vi phạm pháp luật, cũng như xóa hàng trăm tài khoản, fanpage và các kênh chứa thông tin tuyên truyền chống nhà nước, chống đảng theo yêu cầu của Bộ. Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông nói rằng Facebook đã gỡ chặn 4.000 bài viết với mức tăng khoảng 400% so với năm 2019 và đạt tỷ lệ gỡ chặn theo yêu cầu là 95%, trong khi YouTube do Google sở hữu đã ngăn chặn và gỡ bỏ gần 30.000 video clip cho là vi phạm và phản động với tỷ lệ chấp hành là 87%. Các báo cáo minh bạch của Facebook và Google cho thấy họ đã thực hiện xóa đăng tải bài viết và video theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, trong khi Facebook cho biết họ hạn chế tiếp cận với các bài đăng tải của người dùng theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với các nội dung chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Google nói rằng các nội dung mà YouTube xóa bỏ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam thuộc diện có thể bị coi là vi phạm luật địa phương. Facebook không trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về những tiêu chí hoạt động của họ ở Việt Nam và liệu họ có thỏa hiệp với chính phủ Việt Nam trong việc kiểm duyệt thông tin hay không, trong khi một đại diện của Google cho VOA biết họ có các chính sách rõ ràng đối với các yêu cầu xóa gỡ đăng tải từ các chính phủ trên thế giới. Chúng tôi phụ thuộc vào các chính phủ để thông báo cho chúng tôi biết về các nội dung mà họ cho là vi phạm pháp luật thông qua các quy trình chính thức và sẽ hạn chế nếu như thấy thích hợp sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, đại diện của Google đưa ra ý kiến. Người sáng lập là CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg, trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng trước nói mạng xã hội này không kiểm duyệt mà chỉ tuân thủ theo luật địa phương của các quốc gia mà họ hoạt động. Bản thân người đại diện của Facebook đã công khai công nhận họ hoạt động ở đâu là họ tuân thủ pháp luật ở nơi đấy. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân chủ từng có lần bị đóng tài khoản trên Facebook, nói có nghĩa rằng yêu cầu của chính phủ Việt Nam được họ thực hiện. Việt Nam với dân số 96 triệu người là một thị trường béo bở cho cả Facebook và Google, công ty đang sở hữu YouTube. Năm 2018 với khoảng 65 triệu tài khoản ở Việt Nam, Facebook ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ đô la ở đất nước này, chiếm khoảng 1/3 doanh thu của mạng xã hội khổng lồ Mỹ ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Google thu được 475 triệu đô la trong cùng thời gian này nhờ quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam. Đó là một công ty kinh doanh dùng công nghệ và đối với họ thì những người kinh doanh lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Anh Đoàn Bảo Châu nói do đó họ có đặt ở một nước sở tại nào đó, họ cũng phải thỏa hiệp với nhà cầm quyền đất nước đó để làm sao vận hành, chứ họ thực sự không quan tâm nhiều đến tiêu chí chung như tự do ngôn luận, quyền biểu đạt ý kiến hay dân chủ. Tại buổi điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm 17 tháng 11, Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn đã cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của chính phủ nước ngoài. Blogger Nguyễn Lân Thắng cho biết sức ép lên công việc kinh doanh của các thực thể mạng xã hội là rất lớn ở Việt Nam và thông cảm với việc họ phải tuân thủ theo yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, trong khi thì nhà báo Võ Văn Tạo thất vọng khi cho rằng Facebook vì tìm kiếm lợi nhuận mà phải đầu hàng trước những nhà cầm quyền độc tài, trong đó có Việt Nam. Tôi nghĩ cuối cùng thì Facebook cũng chỉ là một công ty với mục đích tối thượng là kiếm tiền, nhà báo Trương Châu Hữu Danh nói hôm 16 tháng 12. Có thể ở Việt Nam việc kiếm tiền của họ lớn quá nên thành ra họ sẽ chấp nhận gạt bỏ một số tiêu chuẩn chung để theo tiêu chuẩn riêng nhằm mục đích kiếm tiền. Theo các tiêu chuẩn luật quốc tế về quyền con người, các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tôn trọng nhân quyền, nguyên tắc 11 của Bộ Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền UNGPS nói rằng tất cả các công ty có trách nhiệm tôn trọng tất cả các quyền con người ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động. Các doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền dù họ hoạt động ở đâu trên thế giới, và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Theo Phó Giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch của Ân xá quốc tế Minh Juha, Facebook kể từ khi có phiên bản tiếng Việt vào năm 2008 đã trở thành nền tảng phổ biến nhất ở Việt Nam với 66 triệu người dùng và thị trường lớn thứ 7 trên thế giới. Facebook rất là quan trọng đối với sự phát triển nhận thức của người dân Việt Nam, blogger Châu nói, và nhận định rằng sự hiện diện của mạng xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là Facebook, đóng vai trò trong việc khai dân trí cho người dân của quốc gia không có nền báo chí tự do vì truyền thông chính thống nằm dưới sự quản lý của nhà nước và được coi là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Việt Nam được cho là trong những quốc gia ít có tự do báo chí nhất trên thế giới khi bị ASF xếp hạng 175 trên 180 nước về chỉ số tự do báo chí năm 2020. Từ ngày có Facebook, nhận thức của người dân tăng cao một cách rõ rệt. Nhà báo Danh nhận định và cho biết hiện nay không một mạng xã hội nào ở Việt Nam có thể thay thế được Facebook trong thời điểm hiện nay. Nhà báo Tạo cho biết là đã có những lời kêu gọi của nhiều người dùng Facebook trong nước chuyển sang dùng mạng xã hội như Mai để phản đối cũng như tẩy chay việc Facebook thỏa hiệp với nhà cầm quyền trong việc kiểm duyệt thông tin. Nhưng theo ông thì cuối cùng vẫn phải quay lại với Facebook vì sự phổ biến của mạng này. Facebook là một công cụ tuyệt vời để mỗi cá nhân có thể đóng vai trò như là một nhà báo, như là một phát thanh viên truyền hình để phản ánh sự việc, sự thật và những câu chuyện xã hội xung quanh họ. Blogger Châu nói đó là một sự cân bằng lại về thông tin. Nhưng tiếc thay, nhà cầm quyền đã kiểm soát ngày càng chặt chẽ hơn và cũng đã bỏ tù rất nhiều những người dùng mạng xã hội để phát biểu nền chính kiến của mình. Anh Châu nói đó là một điều đáng buồn và đáng lo ngại. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hồi tháng 4 năm nay cho rằng Facebook đã đầu hàng trước sự sức ép của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và đồng ý chặn bài những người bất đồng chính kiến, và họ kêu gọi chính phủ Mỹ dùng đòn bẩy ngoại giao để hỗ trợ công ty mạng lớn nhất Hoa Kỳ trước sức ép này. Human Rights Watch cũng cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ và các quốc gia khác cần phải sử dụng tốt hơn đòn bẩy ngoại giao để hỗ trợ Facebook trong tình huống chính trị và bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gây sức ép. Tổ chức này cũng kêu gọi các doanh nghiệp cần ủng hộ Facebook một cách công khai hơn để ngăn ngừa các chiến thuật mạnh tay của nhà cầm quyền. Tôi nghĩ chính phủ Mỹ, cụ thể là Quốc hội Mỹ, chính quyền Mỹ mới đạt ra được những điều luật hay quy định gì đó để các công ty phải thay đổi mô hình kinh doanh của họ để không làm hại đến nhân quyền và nhiều thứ khác, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói. Ân xá quốc tế trong báo cáo về việc đồng lõa của các tập đoàn công nghệ khổng lồ Mỹ gồm có Facebook và Google đưa ra hồi đầu tháng này thì cũng kêu gọi chính phủ Mỹ phải ngay lập tức có các biện pháp nhằm điều chỉnh các công ty công nghệ đặt ở nước ngoài, ở nước sở tại và phải đảm bảo tôn trọng nhân quyền trong các hoạt động của họ trên toàn cầu phù hợp với Bộ Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền. Theo tổ chức này, các công ty công nghệ Mỹ phải đảm bảo rằng các cá nhân là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền do hành động của các công ty nào được tiếp cận với biện pháp khắc phục hiệu quả. Facebook là một doanh nghiệp có trụ sở chính ở Hoa Kỳ thì họ phải tuân thủ tất cả các quy định luật pháp của Hoa Kỳ, nên tôi nghĩ nếu nhà nước Mỹ làm gay gắt chuyện này, nghiêm cấm các doanh nghiệp xâm phạm đến quyền tự do ngôn luận của công dân Ở các nước trên toàn thế giới, không chỉ riêng Mỹ, thì bắt buộc Facebook phải chấp hành. Nhà báo Tạo nói và cho rằng nếu như chính phủ Mỹ chỉ cảnh báo cho quan hệ thì tệ nạn đó sẽ còn mãi, và như thế thì xu hướng độc tài sẽ lấn lướt. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các chính phủ đàn áp khác có thể áp dụng các chiến lược tương tự, tức yêu cầu các công ty công nghệ siết chặt kiểm duyệt thông tin và sẽ gây ra hậu quả sâu rộng trên toàn cầu. Nếu chính phủ Mỹ mà can thiệp thì có thể sẽ có tác động. Nhà báo Danh nói ở thời điểm trước khi bị bắt, nhưng cá nhân tôi nghĩ Tổng thống Mỹ và người Mỹ trước tiên chỉ quan tâm đến quyền lợi của người Mỹ, còn Việt Nam thì ở xa lắm. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.